tên là Vinh, là chuyên viên tư vấn của công ty du học Tân Đại Dương. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một địa điểm du học mới ở Mỹ, đó chính là trường Cleveland State University. Thì trường được thành lập vào năm 1964 dưới sự tài trợ của chính quyền ở bang Ohio. Trường Đại học Tổng hợp Cleveland tiếp quản cơ sở hạ tầng, đội ngũ cán bộ giảng dạy, đội ngũ nhân viên và chương trình giảng dạy của trường. Vốn là một trường đại học tư thục thành lập vào năm 1929 với 2.500 sinh viên. Ngày nay thì trường phát triển mạnh mẽ về kích thước lẫn quy mô, với khuôn viên là rộng 850 acres là khoảng 34 hecta, thì gồm 4 tòa nhà chính dành cho học tập, nghiên cứu, nghỉ ngơi, giải trí. Trường trở thành một hệ thống đào tạo ở bậc đại học và sau đại học, cung cấp hơn 200 chuyên ngành học thuật khác nhau cho khoảng 16.000 sinh viên đại học, nghiên cứu sinh sau đại học đang theo học tại trường. Thì cuộc sống ở Cleveland với hơn 2,5 triệu dân cư thành thị, thì Cleveland là khu đại lộ lớn thứ 14 của Hoa Kỳ, tọa lạc cách thành phố New York là 920 km về phía tây và cách thành phố Chicago là 540 km về phía đông. Thì Cleveland nằm trên bờ Lake A, là thuộc ở bang Ohio, vốn là một trong những nơi có vẻ đẹp quyến rũ, hoạt động thương mại náo nhiệt. Ở đây có những bãi biển hàng dặm và sự tấp nập ra vào của nhiều phương tiện hải cảng. Thì thành phố Cleveland tự hào có nhiều tổ chức văn hóa, một hệ thống công viên rộng rãi, ở những đội thể thao chuyên nghiệp và các trung tâm y khoa hàng đầu. Đây là nơi còn là đặt trụ sở của nhiều công ty đa quốc gia tầm cỡ. Về khuôn viên rộng hơn 24 hecta ở Cleveland thì tọa lạc ở trung tâm thành phố với mạng lưới giao thông công cộng thuận tiện, có thể giúp bạn đưa bạn đến bất cứ nơi nào mà bạn muốn. Thì khuôn viên năng động mạnh mẽ của trường được đặc trưng bởi sự đan xen giữa phong cách kiến trúc mới và cũ, từ một lâu đài lịch sử đến một vài khu nhà công nghệ cao mới hoàn thành. Thì bao gồm các tòa nhà chính như là thư viện của trường Đại học Luật, tòa nhà của Đại học Quản trị Kinh doanh, tòa nhà của trường Khoa học Y tế và một tòa nhà của Đại học Sư phụ Đô thị. Thì về kỳ nhập học, đó là mùa thu ngày 15 tháng 5 và mùa xuân là ngày 1 tháng 11, học kỳ và mùa hè là ngày 1 tháng 4. Thì bạn nên lưu ý rằng học kỳ và mùa hè chỉ dành cho những sinh viên kinh tế và không bắt buộc. Về học phí thì học phí cho học kỳ và mùa thu và mùa xuân ở bậc đại học là 10.664 đô la trong một năm, học phí sau bậc đại học là 13.348 đô la trong một năm. Thì để hiểu rõ hơn về trường, cách làm hồ sơ hay xin visa, bạn có thể liên hệ trực tiếp đến công ty tư vấn du học Tân Đại Dương, số điện thoại là 0838484879, hoặc có thể truy cập trực tiếp vào website tandaiduong.edu.vn để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề bạn cần tìm nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.